Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản là một cái tài sản được định nghĩa rằng là cái khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản đó. Ví dụ hai miếng đất, một miếng đất A ở trung tâm thành phố, lúc mình cần mình bán thì từ ngày mình đăng thông tin mình bán đến cái ngày mà thực sự có người mua nhận được tiền thì nó khoảng là một tháng. Thì tức là cái thời gian thanh khoản miếng đất này là một tháng. Miếng đất B ở ven đô cách trung tâm khoảng 30 km, thì khi mình cần mình bán thì từ ngày mình đăng thông tin mình bán đến cái ngày thực sự mà giao dịch nhận được tiền thì mất khoảng 3 tháng. Thì tức là cái thời gian thanh khoản miếng đất này là 3 tháng. Thì đó chúng ta nói rằng là cái khả năng thanh khoản của bất động sản ở trong trung tâm thành phố nó thường sẽ cao hơn cái khả năng thanh khoản ở ven đô. Đấy. Tương tự như vậy thì cái khả năng thanh khoản của một cái cổ phiếu, tức là cái tốc độ chuyển đổi thành tiền của cái tài sản này. Ví dụ cái cổ phiếu A thì từ lúc mà mình muốn bán, mình đặt lệnh mình bán cái cổ phiếu này thì trong vòng khoảng là 1 phút thôi là chuyển đổi ngay thành tiền mặt được. Tuy nhiên một cái cổ phiếu khác, cổ phiếu B, từ lúc mình đặt lệnh mình bán, mình muốn bán đến lúc chuyển thành tiền mặt có thể nó mất khoảng đâu đó là 30 ngày nó mới khớp lệnh được, mới bán được. Thì như vậy chúng ta bảo rằng là cái tính thanh khoản của cổ phiếu A nó rất là cao, nó rất là nhanh, trong khi cổ phiếu B nó rất là chậm, nó rất là thấp. Đấy, chúng ta hiểu nôm na là như vậy.